cũng chưa chưa có đi làm anh chị nha. Bây giờ này chắc là đi buôn đi bán gì đó đấy, thì anh chị mình phải có sự tinh tế, anh chị phải có sự tinh tế, có sự nhạy bén là mình tham gia vào một cái môi trường nào anh chị. Giống như bản thân Tú ấy, tại sao lại phát clip cho anh chị xem là bởi vì sao ạ? Trước khi chúng ta muốn học ai anh chị, quan điểm của tất cả những cái người thành công ở thế giới, ở Việt Nam ấy, những người thành công lớn ấy, là trước khi mà họ đón nhận một cái thông tin hay đón nhận một cái kiến thức nào đó hay một cái tư duy nào đó anh chị, thì họ phải xem cái người mà đang chia sẻ, cái người mà họ đang 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 ngồi. Tại vì anh chị biết nếu mà chúng ta tham gia vào một cái buổi Zoom nào đó đúng không, thì tùy vào cái tâm thái mà chúng ta tham gia vào buổi Zoom đó. Nhưng khi nếu anh chị đã xác định là Zoom 4:30 sáng anh chị vào là anh chị đã thật sự rất là quyết tâm luôn mới vào được ấy. Tại vì 4:30 sáng đâu phải là chuyện để mà anh chị dậy được, nó không phải là chuyện dễ nha. Đó một số anh chị em cái bị dậy sớm rất là dễ, nhưng đó một số người là nói như là cái đó gọi là vượt qua cả giới hạn bản thân ấy. Nên khi mà chúng ta bước vào một cái môi trường nào đó, một cái nơi nào đó, thì chúng ta đón nhận hay nói chuyện ai đó mà lắng nghe ai đó chia sẻ mà chúng ta đang rất là gì à? Hào hứng đúng không, đang rất là khao khát nghe họ vậy họ chia sẻ, thì chúng ta nhả tâm thái là gì à? Là cái người mà mình nghe họ chia sẻ là họ đang nằm ở trong cái nhóm quyền lực của mình ấy. Giống như cô giáo thầy giáo mình ngày xưa anh chị, giống như cô giáo thầy giáo của mình ngày xưa ấy, là họ nằm trong nhóm gì ạ? Quyền lực của mình, nên là cô giáo nói là 1 + 1 = 2 là anh chị tin 1 + 1 = 2 luôn. Bảo là 2 + 2 = 3, thậm chí nhưng mà chỉ anh chị là 2 + 1 = 4 anh chị tin luôn. Tại vì sao? Họ nằm trong nhóm quyền lực của mình nên họ chỉ như nào thì mình tin như vậy. Nhưng mà sau này chúng ta ngày càng giờ có cái ý thức cao hơn, có cái sự nhận thức nó cao hơn, thì chúng ta có thể bắt đầu đón biết được đúng hay sai, nhưng sẽ phụ thuộc vào cái nền tảng, cái giáo dục mà anh chị được nhận nha. Giống như một cây súng anh chị được giao vào tay của một người vậy, công an, thì cây súng nó trở thành gì ạ? Một cái dụng cụ mà bảo vệ người khác đúng không? Nhưng mà nếu giao vào tay của một người vậy, không được chính trực, không được đạo đức đang đang chuẩn mực dần lên đúng không? Rồi nói chung là những người mà gọi là những người mà không được ok ấy, thì sao, thì nó trở thành một cái công cụ gì ạ? Không an toàn đối với những người xung quanh. Được mà. Thì tương tự như vậy là chúng ta phải thẩm định thử xem là cái người thẩm định qua đâu anh chị. Ok, có thể anh chị mới vào Zoom đúng không, anh chị có thể chưa nói chuyện với Tú, anh chị cũng chưa có thể là chưa có nhận được nhiều giá trị các cái buổi Zoom trước, nhưng anh chị là người mới vào, anh chị phải có thể nhận định bằng cách đó chính là gì ạ? Dễ lắm. Ví dụ bây giờ anh chị đang ngồi trong Zoom đúng không, thì đầu tiên anh chị kéo hết màn hình Zoom để anh chị xem coi cái cách thức ấy. Tại bây giờ tôi đang cho anh chị em mà đội support ấy là mời anh chị để em tắt camera rồi, trừ những trường hợp anh chị nào đi làm. Và tôi cũng đang cho đội support là gì ạ? Mời những anh chị em nào mình chưa đổi tên, thì anh chị cứ nhờ, đầu tiên anh chị cứ nhìn cái tác phong cái phòng Zoom này đã, là những người học cái phòng Zoom này đều rất là chỉnh chu đúng không, ngồi vào bàn, có vở có bút, mở camera, ăn mặc rất là lịch sự, mặc rất là tỉnh táo. Ai chưa tỉnh táo thì chắc chắn là không ngồi trong Zoom mà. Tại vì sao? Đang đi ngủ được không? Đang đi ngủ anh chắc chắn không ngồi trong Zoom mà đấy. Thì đầu tiên mình cứ coi tác phong để mình vào mình phải thắc mắc liền. Thứ hai là gì? Lần nãy tôi cho anh chị xem cái clip để coi gì cái kết quả. Cái clip hồi nãy là clip của một người chị rất là tuyệt vời đúng không, cái người mà đã tạo ra tiên phong cái bộ công thức, là người tạo ra nhóm đọc sách của rất nhiều nhóm đọc sách khác, như là cả một câu lạc bộ đọc sách, và trong câu lạc bộ đọc sách có rất nhiều nhóm đọc sách khác, thì trên đó có nhóm của chúng ta anh chị đấy. Và chị đã gì ạ? Đã là một người gì ạ? Từ một cái người rất là bình thường luôn và đi lên từ đôi bàn tay trắng, thậm chí là bị âm luôn anh chị. Và chính bởi vì cái sự tập trung, sự nỗ lực phát triển trí tuệ, và anh chị phải hiểu như vậy nè, đối với người Do Thái, một trong những dân tộc mà thông minh nhất thế giới anh chị, một trong những dân tộc được mệnh danh là gì ạ? Giỏi nhất nè, giàu nhất nè, thông minh nhất nè, thông thái nhất, xuất chúng nhất thế giới đúng không? Họ xem trí tuệ gì? Là còn hơn cả sức mạnh cơ bắp nữa. Họ xem trí tuệ là gì ạ? Họ nói với con của họ anh chị, là khi mà xảy ra, họ luôn nói với con của họ là khi mà nhà mình có cháy ấy, thì cái thứ mà con cần mang theo ấy, đừng không phải là con gấu hay là đồ đạc hay là tiền bạc hay là bất kỳ một cái thứ đồ vật nào trong nhà, mà con chỉ cần đảm bảo là tính mạng của con thoát khỏi cái đám cháy đó, là con vẫn có thể gây dựng lại một cái cơ đồ mới, một cái cơ đồ mới, một cái nơi mới anh chị nha. Tại vì cái thứ mà họ mang theo chính là những cái tri thức trong đây nè,
và những cái tri thức đó có thể tạo rất nhiều của cải vật chất. Và chị là một trong những người đã có được những sự thành công rất là lớn khi mà tuổi đời còn rất là trẻ, bởi vì chị đọc nhiều, chị đọc sách sớm hơn rất là nhiều người khác. Ví dụ một số anh chị em đến năm 30 hoặc thậm chí là 40, 30 mới là bắt đầu khởi nghiệp thôi. Năm 30 khởi nghiệp, 40, 50, 60 mới thành công, mới đạt được những cái thành tựu mà có thể là những cái người rất là trẻ anh chị. Họ đã đạt được khi mà họ hai mươi mấy hoặc 30 rồi. Là bởi vì sao? Họ rút ngắn cái con đường thành công nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn. Bằng cách là gì anh chị không? Họ đọc thẳng các cái kinh nghiệm thành công, các cái kiến thức, các tri thức kinh doanh thành công của những người thành công đi trước. Được không ạ? Thay vì là gì ạ? Đa số chúng ta đều kinh doanh dựa trên gì ạ? Bẩm sinh. Anh chị bảo là kinh doanh là bẩm sinh, dựa trên những cái sự hiểu biết có giới hạn của mình. Qua đâu? Qua những cái tri thức kiến thức mà chúng ta học trong những xuyên suốt những năm đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Nhưng mà như đó vẫn chưa đủ anh chị nha. Nó vẫn chưa đủ và đảm bảo giúp chúng ta có thể cạnh tranh, có thể chiến thắng trong một cái thị trường vô cùng khốc liệt như vậy. Thị trường mà ngày hôm nay anh chị không phải là chỉ cạnh tranh với lại những đối thủ kế bên nhà nữa, mà với những đối thủ sừng sỏ mà hàng xóm kế nhà nữa anh chị nha. Kế nhà mình đến đây là theo nghĩa ấy, còn mà hàng xóm là theo nghĩa kia, anh chị hiểu không ạ? Đấy, nông sản. Ai bảo chúng ta bị phụ thuộc làm gì anh chị? Thì chị đã là một cái người rất là tuyệt vời đúng không? Từ một đôi bàn tay trắng thậm chí là trước khi đi khởi nghiệp là còn đi khởi nghiệp, sau đó bị không dương tiền. Nhưng mà cũng giờ từ những cái trang sách ứng dụng tiền trong trang ứng dụng từ cái những cái tri thức trong sách đó anh chị mà ra những cái hành động ứng dụng vào thực tế và đo lường bằng kết quả chính là tiền và rất là nhiều tiền. Tiền trong túi và tài sản trong tay. Và gì ạ? Du lịch vòng quanh thế giới, trải nghiệm cuộc sống, tận hưởng một cuộc sống giờ. Đúng thật sự của từ khái niệm là giàu anh chị nha. Chỉ có rất là nhiều người cái khái niệm giàu các anh chị rất là lạ luôn. Là gì ạ? Giàu là phải có nhiều đất nè, nhiều sổ nè, nhiều nhiều này này kia kia nọ đúng không? Nhưng mà cuối cùng mày bắt bo vẫn trắng bóc. Thậm chí còn có nhiều anh chị là chưa làm bắt bo luôn. Nhưng mà đối với người Châu anh chị hay người phương Tây ấy, hay là người phương Đông anh chị thì cái khái niệm của họ khác. Còn người phương Tây ở Tây anh chị, cái khái niệm của họ tận hưởng cuộc sống nha. Giàu ở đây là giàu về cái sự trải nghiệm, giàu giá trị mang đến cho xã hội. Chứ không phải là giàu hay kiểu chính là nhiều sổ, rồi nhiều 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 đất cát này kia anh chị. Tại vì đối với bản thân họ ấy, với bản thân họ anh chị là tại vì bên của họ là không có phân lô bán nền anh chị nha, họ có nhiều cái loại tài sản trú ẩn khác. Và thật sự ấy, những cái người mà phương Tây anh chị hay là những cái người mà giàu ở trên thế giới hay ở Việt Nam ấy, thì đối với họ doanh nghiệp ấy là đứa con tinh thần và là gì ạ? Là tài sản của họ anh chị nha. Và họ phải suy nghĩ và nghiên cứu rất là nhiều để làm sao cái doanh nghiệp của họ biến thành một cái hệ thống kinh doanh, một cái công việc kinh doanh mà có thể tạo ra lợi nhuận liên tục đến mức mà khi mà họ không còn trên cuộc đời nữa thì vẫn giúp gì ạ? Nuôi sống, tiếp nối truyền thống hay là tiếp nối cái gì ạ? Cái trách nhiệm mà gì ạ? Cho thế hệ kiếp tới kế cận của họ là con cái nè, đời con đời cháu của họ rất là nhiều. Đấy. Được không anh chị? Thì đối với người Do Thái là tri thức ấy là một cái loại tài sản còn mạnh hơn gì ạ? Trí tuệ là sức mạnh, gọi là hơn cả sức mạnh của cơ bắp nữa. Nhưng mà trong xuyên suốt nhiều năm vừa qua các anh chị đâu có đọc sách đâu, thậm chí anh chị nghĩ là mình học đại học xong là đủ rồi đó. Nhưng mà anh chị thấy không, khi mà có một cái thách thức nó xảy ra, khi mà nền kinh tế bắt đầu có những cái biến động của nền kinh tế đúng không, điển hình gần đây nhất trong 2 năm vừa qua chính là gì, là Covid đấy. Thì sao chúng ta bị choáng váng, chúng ta bị chơi với, chúng ta bị gì đó thì không biết, rất là nhiều anh chị em luôn mình kinh doanh đang rất là đang đi lên, đùng một cái gì à? Doanh thu giảm, tại vì sức mua giảm mà. Sức mua giảm bởi vì sao? Cái doanh nghiệp người ta bắt đầu gì à? Giảm biên chế hoặc là gì à? Sa thải bớt nhân viên, tại vì sao à? Nhu cầu thị trường người ta bắt đầu người ta tiết kiệm tiền, người ta không có muốn bung tiền ra, bởi vì người ta không biết là với cái đại dịch này thì nó sẽ kéo dài bao lâu, nên người ta sẽ tối đa hóa về các chi phí của người ta và người ta chỉ sử dụng những cái nhu yếu phẩm thôi anh chị nha, những cái nhu yếu phẩm mà cần thiết.
những anh chị em nào bán những cái hàng mà dạng luxury ấy, những cái hàng như là thời trang hay là mỹ phẩm này kia, những cái gì mà nó dành cho những người mà họ có tiền ấy, bắt đầu bị giảm rất là nhiều, mặc dù vẫn có nhiều người giàu họ mua anh chị nha. Nhưng mà đa phần là chúng ta đều hay đánh vào phân khúc hàng hóa là trung lưu hoặc người đang ngày càng giàu lên. Thì chính vì vậy là khi mà thách thức xảy ra thì chúng ta gì ạ? Cái phân khúc đó nó bị giảm sức mua. Nhưng mà xuyên suốt trong nhiều năm qua là chúng ta không đọc sách. Chính vì vậy là chúng ta không có sự nhạy bén, không có sự tinh tế ở thị trường. Đấy. Thì tôi nói đây là chính là một cái bài học từ một cái sự tinh tế tỉ mỉ quan sát khi mà chúng ta vậy, tham gia một buổi Zoom mà nó liên tưởng tới rất là nhiều điều khác đúng không? Rồi, đó là kết quả anh chị nha. Chúng ta thấy kết quả đúng không? Và tôi cũng muốn nói anh chị biết là gì ạ? Tôi chia sẻ anh chị tôi không có kết quả mà. Chứ đâu phải không không theo anh chị nha. Nếu mà chia sẻ không thông ấy, mà chia sẻ mà theo kiểu là nói suông cho vui ấy, nói để hô hào cho vui vẻ cho có năng lượng ấy, thì tôi cam kết với anh chị luôn. À rồi, tôi biết rồi, bạn Nguyên Thanh nha. Bạn xin nãy giờ 3 lần mình chắc sợ một người mời ra. Bạn đi làm đấy. Thì sao à? Thì đầu tiên mình thẩm định đấy. Đầu tiên là mình cứ xem những anh chị ngồi trong Zoom này có nghiêm túc không? Mình vào cái môi trường này mình xem người ta học tập có nghiêm túc không, chứ mình đoán là gì ạ? Là cái nơi này, tại vì anh chị làm sao biết được ạ? Là chúng ta cần xem những người xung quanh một ai đó thì có thể đoán được khá khá về họ anh chị nha. Còn nếu mà muốn biết hiểu hơn, hiểu rõ hơn thì cần thời gian nè. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã tham gia vào Zoom sáng rồi sao? Thì chúng ta gì cứ đón nhận. Đón nhận mình về mình, tại vì các anh chị phải nghe, ghi chép lại về mình suy nghĩ. Nhưng mà mình mới có học, mới có tham gia một ngày đừng có vội phán xét gì nha anh chị nha. Tại mình phải so về kết quả nữa cơ. Người Do Thái họ bảo là gì vậy? Trí tuệ sống anh chị, trí tuệ mà sống ấy là trí tuệ tạo ra rất nhiều tiền mà của cải vật chất. Còn trí tuệ mà chết ấy là trí tuệ gì ạ? Ok bạn Hoàng Thừa nha, bạn đang ở Nhật anh chị. Đấy, trí tuệ mà không sống ấy là trí tuệ chết ấy, là trí tuệ gì ạ? Không tạo ra tiền và cũng không tạo ra của cải vật chất. Nên nếu mà chúng ta đang học rất là nhiều những cái kiến thức ở đâu đó tôi không biết, chúng ta có rất nhiều bằng cấp, nhưng bây giờ chúng ta vẫn loay hoay trong cái vòng xoáy hoặc là gì ạ? Bị cuốn vào gì ạ? Những cái tiểu tiết vụn vặt của cuộc sống, những cái gì ạ? Những cái đấu tranh sinh tồn trong việc gì ạ? Mưu sinh, thì nghĩa là chúng ta đã thất bại trong việc gì ạ? Phát triển trí tuệ sống của mình rồi đó anh chị. Thì tôi nói như vậy không phải là mỉa mai để chúng ta gì ạ? Cảm thấy buồn hay chúng ta cảm thấy là mình tủi thân, mà là nói chúng ta phấn đấu lên đấy. Tại vì có rất là nhiều người tới năm 40 tuổi mới nhận ra mà. Nhưng mà đa số anh chị đây còn rất là trẻ đúng không? Chúng ta may mắn hơn rất là nhiều, là chúng ta khao khát hơn, chúng ta khao khát sớm hơn, chúng ta quyết tâm sớm hơn, thì vô tình chúng ta gặp được một cái môi trường, một cái mừng bạn nào đó chia sẻ chúng ta về những cái quyển sách rất là tuyệt vời. Anh chị vẫn có thể gì tự đọc sách nha anh chị nha, nhưng mà nó lâu. Cái vấn đề nó lâu anh chị, chứ đọc một mình ấy, tại vì anh chị đã từng đọc rất là nhiều sách nhưng mà sau đó là đóng sách lại không nhớ gì hết, hoặc thậm chí là ai hỏi gì sách gì thì mình cũng có thể nói rất là suôn sẻ luôn, nhưng mà chung quy lại thì mình vẫn đi chiếc xe máy, nhà thì vẫn ở nhà cấp 4 hoặc là có một cái nhà nó có thể cao tầng cao hơn, con cái thì vẫn đi học, cuộc sống gia đình vẫn rất là ok, nhưng mà để nó giấc mơ nó lớn hơn như du lịch nước ngoài đúng không, hay cho ba mẹ một chất lượng cuộc sống tuyệt vời hơn, hay là cho con cái học trường quốc tế để nhận một cái nền giáo dục giờ cũng tốt hơn đúng không, giáo dục Việt Nam vẫn rất là tuyệt vời đúng không, nhưng mà chúng ta muốn giờ mình con mình được học song ngữ, hay là muốn giờ vợ mình không còn nhăn nhó câu mày nữa, bởi vì sao nội trợ nhiều nhưng mà chả thấy túi xách hàng hiệu LG rồi, pardon sorry anh chị, Gucci này kia vân vân cái kiểu đúng không, không thấy đâu hết nên nhiều khi nhăn nhó mày, nhưng thật sự rất là muốn mua cho vợ hoặc là tặng cho một người mình yêu quý một món quà đó, nhưng mà nhiều khi mình mua anh chị nhìn là túi tiền nên thôi đóng đóng lại và đi về, tại vì mua một cái là tháng này coi như là gì ăn mì gói thì chúng ta phải gì ạ? Có nghĩa là mình phải xem xét về góc độ chính là về ứng dụng anh chị và đo lường kết quả cơ, chứ nếu mà để nói đọc sách nhiều ấy thì để mà nói đọc sách mà thành công ấy
thì chắc là cả thế giới này thành công hết rồi. Nhưng rất là tiếc là gì ạ? Là chỉ có 5% dân số thế giới là chiếm 95% tài sản thôi. Còn 95% còn lại anh chị thì vẫn đang trong cái quá trình là ứng dụng ngày càng tốt lên. Hoặc là thậm chí là chỉ có 5 10% trong 95% đã đọc sách thôi. Còn những cái phần còn lại gì ạ? Không tin vào việc đọc sách có thể thành công. Nhưng mà chúng ta đã có những cái dẫn chứng như sau anh chị. Đầu tiên để mà chúng ta có cái động lực, có cái sự thôi thúc mỗi ngày và dậy sớm buổi sáng, nó rất là chưa dễ đối với những anh chị em mà học 1 2 ngày. Nhưng mà những anh chị nào chúng ta dậy đã quen rồi thì comment số 1 đi ạ. Còn những anh chị nào mới thì mình không cần comment. Anh chị nào mình đã quen đến 40 30 mình lò mò mình dậy mình cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng với mình luôn thì comment số 1. Đấy. Anh chị mở mình nhìn nha. À, rất là nhiều không, đúng không? Hơn 200 con người. À, vô cùng tuyệt vời luôn. Đó. Thì chúng ta anh chị biết tại sao những anh chị nhà họ có thể dậy sớm, gọi là đặc biệt ở miền Bắc nha anh chị, xe xe lạnh hay mưa phùn này kia, trong chăn này trong mền này kia là nhiều khi không muốn chui ra luôn ấy. Miền Nam thì đỡ hơn đúng không, cứ ấm ấm nhưng mà nó nóng 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 ấy, kiểu nó cứ cứ hăng hăng ấy anh chị, nhiều khi là mở mắt ra là dậy luôn. Nhưng mà miền Bắc thì cái thời tiết đó thì nó thật với anh chị là ý chí phải quyết liệt lắm luôn ấy, thì nó mới trở thành cái điều đó rất là dễ dàng cho với họ. Là bởi vì sao anh chị biết không? Anh chị biết vì sao những anh chị đó họ có thể dậy sớm không? Dậy rất là sớm luôn, thời gian đầu tiên chưa dễ. Là bởi vì họ có một mục tiêu rõ ràng. Hôm trước chúng ta vừa học buổi sáng Dương với bạn Công Minh đúng không? Anh Công Minh buổi sáng đấy là một mục tiêu rõ ràng. Là họ biết được sau tất cả những cái sự nỗ lực của họ vào một buổi sáng, mỗi buổi sáng 4:30 kết quả là gì? Trí tuệ thông thái hơn, kiến thức sâu rộng hơn, mở mang tri thức nhiều hơn, bắt nhịp kịp với hơi thở của nền kinh tế nè, để kinh doanh tốt hơn. Mà kinh doanh tốt hơn thì cái gì nó tốt hơn anh chị? Kinh doanh tốt hơn thì cái gì nó tốt hơn? Kinh doanh tốt hơn thì cái gì nó tăng lên anh chị? Cái này tăng lên là nhiều anh chị thích lắm nè, ai không thích anh chị? Và cái này nó làm điên đảo điên đảo chúng ta không? Túi tiền tăng lên, đặc biệt gọi là lợi nhuận, anh chị gọi là lợi nhuận doanh số tăng lên thì đúng hơn, đúng không? Mà nó làm chúng ta gì ạ? Có nhiều anh chị, có rất là nhiều người ta hỏi như vậy nè, tiền là gì nhỉ? Tiền là giấy rồi, nhưng mà tại sao là làm mọi người điên đảo lên để gì ạ? Chạy theo nó. Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ là tiền chạy theo mình nhỉ? Nếu anh chị là một người có trí tuệ nha, trí tuệ sống ấy, một người có năng lực, thì tôi khẳng định với các anh chị luôn ấy, là cơ hội, những cái cơ hội tuyệt vời, những đối tác tuyệt vời, những cái người rất là giỏi xuất chúng trên cái thế giới này, họ bám theo anh chị, họ xoay quanh anh chị đến mức mà gì anh chị không gì không kịp say ghét từng cái cơ hội đến với mình luôn. Nhưng mà ngược lại là bởi vì chúng ta gì năng lực chưa có, trí tuệ thì còn đang phát triển, kiến thức kinh doanh thì không có, mà nên là chúng ta toàn là chủ động gì lên những cái trang fanpage, tớ đang có vốn 400 triệu cần đầu tư mảnh đất 100 mét vuông anh chị em nào, gì tài chính quay đầu 400 triệu, ngôn từ quen thuộc của giới bất động sản không, tài chính quay đầu bao nhiêu đó là ý là có 400 triệu thôi quay đầu anh chị, chứ hết hết có nhiều hơn rồi. Cần tư vấn anh chị em nào có đất inbox đấy, là mình đi tìm cơ hội đó anh chị. Mà thường nếu mà anh chị đi tìm cơ hội như vậy ấy, mà anh chị còn đăng lên trên fanpage ấy, đăng trên những cái hội nhóm ấy, thì khả năng cao anh chị nha, nói anh chị nghe nè, anh chị ghi kịp không, anh chị ghi kịp về comment số 8 đi. Tôi đang nói với tốc độ rất là từ từ luôn ấy. Đi kịp và phải hiểu nha. Cô số 8 anh chị. Còn chỗ nào mà chưa hiểu thì cứ ghi lại đi xíu hỏi nhóm mình giờ. Tôi nói anh chị nghe cái điều rất là tuyệt vời nha. Như bản thân Tú nè anh chị. Không bao giờ lên trên những cái fanpage đó tìm cơ hội kinh doanh hay cơ hội đầu tư. Và tôi nói anh chị nghe, những cái người mà giàu ấy, giàu là nước đố đổ vách luôn anh chị, họ thậm chí nha, họ còn không chơi Facebook nữa đấy. Nhiều anh chị nhóm mình nè tham gia nhóm rồi mới hỏi Facebook là gì, em tạo xong rồi vô nhấn nhấn này để mỗi cái avatar thôi, chứ ngoài ra không có đăng gì hết trơn, để làm gì, để nhận link zoom thôi. Nếu bây giờ em gửi link zoom cho anh qua cách nào đây, bây giờ anh có chơi Facebook không? Gọi là không có. Thế anh có chơi Zalo, anh có xài Zalo không? Có. Thế em gửi Zalo nha. Cái xong mấy hôm sau hỏi em ơi, anh thấy bạn này bạn kia nhóm mình bảo là lên Facebook xem hình ảnh, thế xem như thế nào em? Xong chị tạo Facebook.
xong đăng đúng mỗi cái avatar lên thôi hết rồi, chứ ngoài ra Facebook đó không có đăng gì hết, tại biết sai đâu, biết vô bấm như chữ F thôi, mỗi sáng trước về bấm chữ F rồi nhớ tập kêu vào chữ F coi cái này coi cái kia rồi coi thôi. Thì những người mà họ có tiền anh chị, mà cái thời đại mà 7x6 ấy là họ họ không biết xài công nghệ đâu. Và anh chị phải biết là những cái hội nhóm đó, thì tôi hỏi anh chị nha, bây giờ 95% dân số trên thế giới là chiếm 5% tài sản, vì khả năng cao nếu mà số đỏ ngày hôm đó mở cửa ra cho anh sớm vào nhà đúng không, cho nắng sớm vào nhà thì mở cửa ra, khả năng cao là anh chị sẽ gặp một người giàu và 99 người nghèo. Nhưng mà rất là tuyệt vời là chúng ta gặp số nó đang đỏ dần lên, đỏ chung một kép, là thường mở cửa ra gặp 100% người không giàu luôn. Vậy thì có cái, thì tôi vẫn không biết là có cái cơ sở nào anh chị lên trên những cái fanpage đó anh chị tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư không? Và anh chị phải hiểu như vậy nè, luật hấp dẫn ấy là bạn ở đâu ấy, tư duy của bạn ở đâu, năng gọi là cái trường năng lượng của bạn như thế nào ấy, là gì ạ? Thì bạn sẽ hút những cái người như vậy. Thì nếu mà hiện tại hiện nay anh chị đang có mức thu nhập như thế nào, tài sản của các anh chị đang là bao nhiêu, thậm chí nhiều anh chị nói là chị không có tài sản em, chị chỉ có mỗi cái nhà này thôi, ok, thì anh chị cứ cộng hết tất cả của mình lại đi, hay cộng cái thu nhập hiện tại anh chị đang kiếm mỗi tháng ấy. Từ đó anh chị suy ra anh chị chỉ hút được cái người cộng trừ từ khoảng đó lên hoặc xuống thôi. Giả sử anh chị nào đang có mức thu nhập 50 triệu thì cộng trừ cao lắm là cái người mức thu nhập 50 triệu thôi. Thế anh chị đi lên hỏi, đi đi hỏi và anh chị gặp ngay cái người cũng có thu nhập cộng trừ 50 triệu, vì hai người cộng trừ 50 triệu thì hợp tác với nhau, thì kết quả là gì? Một người kinh doanh chưa bao giờ kinh doanh, hoặc có kinh doanh nhưng mà hiện nay lợi nhuận vẫn 50 triệu, tài sản thì không có gì, hợp tác với một người y chang như vậy luôn. Đấy. Thì chúng ta đi tìm kiếm cơ hội những cái nơi nó chưa đúng chỗ anh chị nha. Đó là chúng ta hãy dí theo tiền ấy, đi tìm cơ hội. Đúng là cơ hội phải đi tìm anh chị. Nhưng mà trước khi đi tìm cơ hội kinh doanh đầu tư ấy, thì có một thứ mà anh chị phải tìm trước. Có một thứ mà anh chị phải đầu tư thời gian cho nó trước. Mà xuyên suốt sau thời gian học đại học anh chị đã quên mất cái việc đó rồi. Mà anh chị nên nhớ chúng ta đã làm cái việc đó xuyên suốt gần 16 năm. Đó là như anh chị em học đại học. Làm 14 năm đó bao nhiêu anh chị học cao đẳng. Còn thạc sĩ thì cứ cộng lên anh chị nha, 16 năm cứ cộng lên. Tiến sĩ thì cộng nhiều lên nữa. Còn giáo sư thì thôi cộng lên tiếp anh chị nha. Nhưng mà sau khi chúng ta kết thúc những cái chương trình học đó thì chúng ta quên mất cái việc phải làm gì đó mỗi ngày. Đó chính là phải ngồi vào bàn, cầm quyển sách ra, đọc và nghiên cứu. Có thể anh chị bảo là nhưng mà chị không biết đọc sách gì hết, thì chúng ta phải biết như vậy nha anh chị. Chúng ta muốn, ví dụ anh chị muốn giỏi cái gì anh chị phải nghiên cứu về cái đó. Anh chị muốn giỏi nấu ăn thì đọc sách nấu ăn, ăn đúng không? Anh chị muốn giỏi múa thì mua sách dạy múa về. Nhưng mà đọc vẫn là đọc lý thuyết nha. Đọc lý thuyết trước đã anh chị nha, rồi mới đưa được hành động. Còn bây giờ trong đầu trống rỗng không một lý thuyết nào về, giống như anh chị thi bằng lái xe thì phải học lý thuyết trước chứ. Chứ có bác, chứ có thầy giáo nào bảo leo lên xe đi em tự nhiên biết lái sao biết lái được, thầy giáo phải chỉ gì à, à này là tay ga, rồi cái này là phải mở chìa khóa xe lên, xong rồi gồ ra thì bỏ chân lên hay như thế nào đấy, tại vì anh chị biết sao nó nhỏ nha, tại vì tôi chưa bằng lái nên là giờ anh chị em hỏi mà như thế nào thì cũng không rõ đấy, tại vì tôi lái ô tô nên là có tài xế lái giúp mình nên là cũng thôi cứ kệ, chuyện đã tính sau. Giờ cái chuyện mà mua ô tô với chuyện mà có bằng lái ô tô, cái chuyện mà mua ô tô nó khó hơn nên tôi ưu tiên làm việc đó trước. Nhưng mà cái việc mà để có bằng lái thì 2 năm qua thì vẫn chưa có. Nói chung là mình đưa lý do là cho cái việc mình bận anh chị, sợ tôi không có thích thi bằng lái mà thi xe. Ôi thi bằng lái là có xe xe, tại vì xe của tôi là dòng xe mẹt anh chị, nên là tất cả động cơ nó đều tự động. Không phải là tự động, sorry anh chị, dạo này hôm nay đọc xe điện nhiều quá nên là cứ quen tự động. Với là nó không phải là thắng là theo kiểu mà thắng số, mà thắng nó là thắng tự động ấy, nên dễ hơn rất là nhiều. Mà tôi vẫn cảm thấy là mình cảm thấy là đọc học nó cũng phải cần nhiều thời gian đấy. Đấy thì tương tự như việc mà chúng ta thi bằng lái xe anh chị cũng phải cần có lý thuyết trước, sau đó chúng ta mới thực hành được. Nhưng mà anh chị không có đâu,
anh chị bảo là anh chị muốn kinh doanh, anh chị muốn đầu tư, thế là anh chị làm gì? Cái thao tác quen thuộc của chúng ta hay làm gì anh chị? Đào ra cần nhiêu tiền em, này đầu tư cần nhiêu, ôi này kinh doanh cần nhiêu vốn em, hết rồi anh chị không có hỏi cái câu khác đâu. Rồi câu hỏi giống như chúng ta cần phải hỏi là trước khi kinh doanh ấy thì cần chuẩn bị những kỹ năng gì, những kiến thức gì, những cái tư duy gì để mà giúp mình kinh doanh thành công. Anh chị cần, anh chị cái câu hỏi quen thuộc là gì ạ? Vốn nhiêu em, đúng không? Này cần nhiêu vốn? 10 triệu à? Ok, chị có ngay banking liền luôn, nhập hàng về cho chị nha. Hay là anh chị hỏi một cái câu mà tôi thấy anh chị một người những cái người bạn tôi cũng hay hỏi. Thế công ty này có chương trình đào tạo bán hàng không? Chương trình đào tạo cách viết content không? Chương trình đào tạo cách viết này kia kia nọ vân vân không? Có là anh chị bàn vô luôn. Và tiêu chí anh chị thẩm định nó kỳ ghê luôn ấy. Trước khi kinh doanh với ai đó chúng ta phải xem là kết quả kinh doanh của họ là gì, có thật hay không hay là cái vỏ. Chứ thấy nhiều anh chị kinh doanh là theo cái vỏ không à, là cứ nhìn người ta xe đẹp, nhà đẹp, chụp hình với Porsche, Lamborghini là anh chị bay vô luôn, trời giàu quá, thành công quá. Nhưng mà rất là tiếc anh chị nha, bây giờ cái dịch vụ cho thuê xe chụp ảnh rồi, nhưng mới thẩm định năng lực được cái người mà đối diện mình ấy là họ thành công thật hay không bằng cái gì à, cần cần thời gian. Bây anh chị hiểu không, với cái thời đại mà internet nó kết nối vạn vật như vậy, internet gọi là biến chúng ta trở thành những cái hàng xóm rất là gần gũi với nhau. Thậm chí có nhiều anh chị ở bên Nhật vẫn tham gia nhóm đọc sách được, nhiều anh chị ở London vẫn tham gia đọc sách của mình được. Nhưng mà nó cũng sẽ có hai cái mặt lợi mặt không tốt anh chị nha. Ví dụ tôi nói về cái mặt mà nó chưa tốt đi là anh chị sẽ gặp rất là nhiều những cái điều mà những cái cơ hội hay những cái cạm bẫy của những cái người không tốt ở trên mạng xã hội. Ví dụ như nhiều anh chị thấy là tự nhiên Facebook của mình ai vô dùng mượn tiền này người kia đúng không? Đấy, xong mất uy tín của mình. Thậm chí là vô gì à? Anh chị thấy người ta đăng cái này đăng cái kia hay quá, anh chị nhắn tin anh chị hỏi. Anh chị mua hàng về. Cái cuối cùng mua về đó là mình coi trên đó nó lồng lộn đẹp lắm anh chị. Về nhà như cái giẻ rách vậy. Tôi từng mua quần áo như trên mạng ấy, từ đó sợ luôn anh chị, không dám mua luôn. Thậm chí là mua cái ốp mà để gắn chìa khóa xe mẹt vô ấy, ở trên đó để cho, trời nào là đẹp lắm luôn nha anh chị. Biết lúc mà nó ship về là tôi thấy nó không ok rồi, có nghĩa là tôi không phải là người xuống nhận hàng, mẹ tôi nhận hàng, nhưng mà tôi nói ủa cái ốp mà sao nó nặng dưới ta, nó nằm trong cái hộp ấy, mình cứ lắc lắc mình nghe ủa sao cái tiếng là tiếng bằng sắt, ok bằng sắt cũng được nhưng mà không có nằm cái ốp nó nặng như vậy được. Tại vì nặng như vậy ấy, thì khi mà giả sử nam ấy, tại vì tôi để cho anh xã mang chìa khóa xe mà gắn vô cái túi ngay, gắn ngay cái chỗ mà chìa khóa ô tô mà mình hay để ấy, ngay chỗ cái quần ấy, thì nó sẽ bị kéo sợi xuống thì nó sẽ rất là kỳ đúng không? Thì thường người ta sẽ làm cái ốp rất là nhẹ, mình cứ lắc mãi mình nghe ủa sao nó cứ nặng dưới tay, mình cầm tay mình đã thấy nặng rồi, mở ra anh chị biết cái gì không, nó quăng nguyên cục sắt vô cho mình, nó ship cho mình luôn. Trời ơi, tôi bắt đầu tôi nổi nóng, anh chị biết mua gần mấy trăm nghìn cái đó ốp của mình ấy, mà nó ship cho mình cái đó, mình nhắn tin anh bút cho cái trên Shopee ấy. Từ đó tôi sập, tôi ghét Shopee luôn, là nó làm ăn kinh doanh nó chọn người đối tác dở quá, là mất uy tín của nó chọn những cái người mà cửa hàng bán kinh doanh mà trên đó nó không có kiểm định hay sao ấy. Mình nhắn tin nó mình trả lời, mình nó để ha ha nó một cái là nó để mặt cười, mà cười cái cười mà ha ha, mà không phải là mặt cười giống như trên nhắn tin Messenger của mình đó nha. Đó, chờ tôi nhỏ đi nha. Tôi gọi trên Shopee nó nói xử lý, nhưng mà tôi thấy lâu quá, nào là phải tin nhắn rồi gửi thông tin gì, thấy lâu quá thôi kệ, coi như mình bài học tại gì à. Nên bây giờ anh chị thấy là bây giờ người ta mua hàng qua thông qua những cái review ở đấy, đọc review dưới coi ok mới mua đúng không, anh chị cũng vậy mà đấy. Nên là mạng xã hội nó sẽ có hai mặt anh chị nha. Nên nếu chúng ta là một người không có tỉ mỉ, không có chỉnh chu và không có cẩn trọng khi dùng tiền ấy, thì chúng ta sẽ vớ lấy những cái cơ hội kinh doanh đầu tư mà nó không tốt, và người thiệt thòi là mình thôi. Tại vì sao ạ? À? Tiền của mình mà. Nên anh chị nào mình đang sử dụng mạng xã hội mà để cho việc kinh doanh hay làm bất cứ một việc gì, chúng ta nên coi kỹ là chỗ đó anh chị nha. Thì tôi muốn nói đây chính là về cái trí tuệ ấy. Nó nằm ở trí tuệ ấy, anh chị. Nếu chúng ta một người có trí tuệ sống, một người có năng lực, thì tôi khẳng định anh chị luôn, cái thị trường này, cái xã hội này, cái thị trường này không có thiếu bất kỳ một cái. À, sẽ không thiếu bất kỳ một cái gì à?
cơ hội trở nên giúp anh chị trở nên thành công và giàu có, cơ hội đầu tư kinh doanh thiếu cho anh chị nha. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải làm ngày hôm nay chính là phát triển kiến thức mỗi ngày, phải tạo nên thói quen đó mỗi ngày. Và Tú ở đây cùng với các anh chị và Tú và các anh chị ở đây vậy, để cùng nhau rèn luyện thói quen đó. Chứ nếu mà để nó 1 tiếng rưỡi anh chị, mà anh chị thấy không, nhóm mình vô rất là nhanh, nhiều anh chị vô màn hình chính là rất là nghiêm túc luôn. Chỉ có mấy anh chị màn hình thứ 4, 5, 6 trở đi là hơi đang nghiêm túc lên và muộn, và chúng ta phải chờ. Thì những anh chị mình vào muộn thì mình nên biết là những mình nên vì tập thể anh chị nha. Mình đừng có để nha anh chị em khác mình chờ, hôm sau mình gửi link một phát ấy. Tú gửi link hôm nay tôi biết là các anh chị giờ đang trong cái dịp cuối năm mình sẽ kinh doanh rất là nhiều, nên tôi gửi link rất là muộn để gì à? Để anh chị có thể nằm thêm khoảng 5-10 phút nữa ấy. Chứ bình thường nhóm mình 4 giờ gửi link rồi, mà hôm nay 4:20 tôi mới gửi mà. Thì tôi đã cho anh chị nướng 20 phút rồi thì phải bật dậy ngay. Thì thật sự nha, ai mà chả mệt anh chị, cuối năm ai chả nhiều việc. Nhưng mà anh chị thấy tôi vẫn ngồi đây dùm với các anh chị rất là đúng giờ đúng không? 4:45 tôi dùm với các anh chị. Tại vì sao 4:20 cho các anh chị vào từ từ rồi. Mà nãy 4:30 vô dùm mới có 35 người à. Chia sẻ gì? Rồi xíu như chia sẻ xong mấy hơn 200 con người khác bây giờ vô đúng không? Ủa em chia sẻ gì? Ủa Tú chia sẻ gì? Mình đang đây là đâu đâu? Mình là ai đúng không? Không biết gì hết. Thì Tú phải cùng với những anh chị em khác ngồi chờ anh chị. Nhưng mà không phải vì như vậy mình làm sao anh chị là vào muộn nha. Chúng ta phải tự ý thức cao lên vì tập thể để chúng ta được học nhiều hơn. Chứ bây giờ anh chị vào muộn đúng không? Thì mà 5 giờ mới chia sẻ. 5 giờ chia sẻ 6 giờ phải kết thúc rồi. Nhưng mà Tú cũng nói luôn rồi gì ạ? Là chúng ta chỉ hình thành nên cái thói quen rồi cùng nhau phát triển trí tuệ mỗi ngày. Còn giả sử mà nếu mà không có Tú hay là không có nhóm học tập thì anh chị vẫn phải làm cái việc đó mỗi ngày thôi, chứ đừng có nói là anh làm bởi vì có nhóm học tập, còn bây giờ không có nhóm học tập nữa anh không làm. Ủa vậy tính ra anh chị sống như cuộc đời của ai á? Của Tú hay của anh chị hay là của bất kỳ anh chị nào trong nhóm này? Không, không có họ mình cũng phải đọc sách anh chị nha. Ví dụ như trong mấy bữa mà nhóm mình đi tất niên đấy, nhóm mình đi tất niên xong rồi có ốp 2 ngày đúng không, xong rồi không có ôn tập buổi tối, cái xong nhiều anh chị là coi như không chép livestream luôn, không nhập sách luôn, hỏi sao ấy. Không có nhóm học tập mình thấy chơi vơi chơi với và cảm thấy vắng vẻ. Ủa gì vậy? Học học cho mình mà anh chị còn học phải đợi vui nữa, học còn phải đợi nhắc nhở, học gì phải có học đông vui anh mới học được em ơi, học mình nó buồn á. Ủa chứ ngày trước anh chị ôn thi có ai đâu, phải tự học thôi, thầy cô giáo giáo viên là chị ôn đề bài đề cương ở trường thì về nhà phải tự xem lại. Mà chúng ta đều quên đi cái thói quen đó rồi anh chị. Và Tú và các anh chị nhóm đọc sách nè sẽ cùng với các anh chị gì ạ? Đồng hành với các anh chị trong xuyên suốt nhiều tháng qua, thậm chí là hơn 1 năm vừa qua, để chúng ta gì ạ, bắt đầu xây dựng cái thói quen đó. Thói quen gì ạ? Ngồi xuống, ngồi vào bàn, lấy vở lấy bút ra, nghiên cứu, đọc sách, ghi chép. Hồi nãy cơ tôi nói, hồi nãy cơ bạn này nghe chưa rõ bắt đầu comment này. Chúng ta phải nghe kỹ anh chị nha, nha bạn nha. Nên tôi đang like nên là tôi sẽ rất là nhẹ nhàng anh chị nha. Ok anh chị đang phát like anh chị chứ không nãy giờ là nó vui là để anh chị tỉnh đó. Mặt nó chị quanh căng với chị, uống trà vô anh chị nha, uống trà mời anh chị uống trà nha, anh chị có gì uống đó nha, uống cái cho mình tỉnh táo anh chị. Chúng ta nên có một cái thói quen buổi sáng anh chị, khi mà chúng ta ngủ dậy ấy, mà chúng ta cảm thấy mình đang chưa tỉnh táo ấy, thì anh chị vui lòng mà có một cái chai nước kế bên, khi mà mắt mình lờ đờ đúng không, đang mở ra mắt mơ mơ màng ấy, là anh chị cầm chai nước đó nắp một phát một cho no bụng luôn, là khi mà bụng anh chị nó căng phồng lên ấy, có nước thôi nó tự nhiên nó tỉnh nè. Sau đó ra rửa mặt. Mà anh chị biết không, tôi chia sẻ một cái này luôn, tôi không biết là Tú có một người bạn có một người bạn ở bên y ấy. Thì không biết là đúng hay không anh, nếu mà tôi nói không đúng thì anh chị mình là bên y mình cũng có thể góp ý thêm không, là cái nước bọt buổi sáng của mình rất là tốt anh chị. Nhiều anh chị nghĩ là nó không tốt đúng không? Không, bạn tôi nói là buổi sáng nước bọt đó là nó tiết ra những cái chất mà rất là tốt ấy. Nên thường là buổi sáng là bạn của tôi là nó học bên ngành đó ấy, là nó có thói quen là uống nước vào buổi sáng trước khi súc miệng. Nhưng mà có rất là nhiều họ có thói quen ngược lại là gì à? Súc miệng xong rồi uống nước. Nhưng mà anh chị biết trong cái bánh răng ấy, tùy theo là cái bánh răng nha. À đúng rồi, chắc là đúng đúng không? Thì bạn của tôi nói với tôi rất là lâu rồi, rất là tốt. Nhưng mà nhiều anh chị là gì, trời
dơ quá rồi vô anh răng rồi rửa mặt đúng không, xong rồi lắp nắp ly nước vô, anh chị không biết là trong kem răng nó có gì à, hóa chất, anh chị uống ngược vô lại nó còn ghê hơn nữa. Nên là tôi sử dụng kem răng, tôi cũng sử dụng kem răng đấy. Ok, cảm ơn chị đổ ngán nha, là cũng phải là người của mấy cái công ty của Mỹ ấy. Tại vì nhiều khi là tùy kem răng chị sử dụng thôi, kem răng là chả có hóa chất, nhưng quan trọng là nó hạn chế là một xíu thì càng tốt. Nên buổi sáng ngủ dậy ấy mà mình cảm thấy mình chưa tỉnh táo là buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà có việc rất quan trọng phải làm luôn ấy. Nhưng mà tối hồi nãy, tại vì nãy 2 giờ mới ngủ mà, xong rồi 4 giờ phải mò dậy lên giùm với các anh chị đúng không, buồn ngủ lắm luôn á. Mà có cũng may là có cái chai nước kế bên. À, ok cảm ơn chị em nha. Thì sao ạ? À? Nấc một phát một vô no anh chị. Xong rồi ngồi, ok no rồi đúng không? Sau khi no rồi anh chị có trà, anh chị dùng trà hoặc là một ly trà nữa, sau đó mình đi đánh răng. Được không ạ? À? Ôi bây giờ tại sao phải thủ công nhỉ? Tôi thấy có nhiều công ty tốt mà. Mình hãy lựa chọn. Đầy. Tại anh chị thích thủ công quá, nhưng mà tôi nói thật, cái người như Tú là người làm kinh doanh đó anh chị, thời gian ăn uống ấy đã đen tối đa nhất rồi, để mà dành thời gian nhiều nhất để kinh doanh và đọc sách, để phát triển kiến thức, để mở rộng mối quan hệ, để nghiên cứu thị trường, thì thời gian đâu mà chế biến. Là bạn kia bạn bảo là làm kem đánh răng sinh học phải chế biến là đổ trộn gì kia, thôi mất thời gian quá, mình cứ kiếm đại công ty nào anh chị. Đâu công ty nào tuyệt vời đúng không, rồi ok tuyệt vời rồi, xong vô mua thùng về xài đấy, Tú có một thùng đó. Để đó xài dần dần anh chị. Mua kem đánh răng cứ như là mua 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 quần mua áo vậy, mua thùng về để sẵn vậy đó đấy, được mà. À, quay lại anh chị nha, thì Tú và các anh chị em nhớ học tập sẽ cùng anh chị à? Hình thành rèn luyện và bắt đầu tạo cái thói quen phát triển ngồi vào bàn đọc sách ghi chép. Anh chị biết cái lợi thế nha, có rất là nhiều người cảm thấy ô trời ơi chị tiếc quá em ơi, chị tiếc trong 4 năm vừa qua chị học đại học không ít lợi gì hết. À, anh chị nói vậy không đúng nha, nói vậy mà những người mà họ có tri thức đó, họ sẽ không thích anh chị đâu. Nói là những người mà họ dù cho là người kinh doanh nha anh chị, ở cấp độ nào, cấp độ càng cao thì mà câu nói các anh chị nói ra chị khẳng định anh chị là một người ghét phát triển, ghét đọc thôi, ghét học, có nghĩa là ghét phát triển trí tuệ, ghét cái việc mà ngồi học. Tại vì anh chị biết không, cái việc mà chúng ta ngồi học ấy liên tục trong những mười mấy năm vừa qua ấy, giúp chúng ta hình thành được một cái lối tư duy logic và cái khả năng phân tích, cái khả năng tập trung cao hơn cái người mà không có học. Không học ở đây chỉ là họ học tới khi họ biết đọc biết viết thôi, lớp 3, lớp 4 rồi và họ lao họ đi làm luôn, tại vì điều kiện hoàn cảnh gia đình ấy như thế nào không biết, hay là lý do khác thì không biết, hay do lười biếng hay do nhà trường không cho học nữa thì tùy. Nhưng mà anh chị để những cái người mà họ học tới đại học hay học tới thạc sĩ tiến sĩ ấy, thì khả năng họ tập trung nha, cái khả năng mà họ ngồi họ nghiên cứu, ngồi lì trên bàn họ nghiên cứu ấy, nó hơn những cái người mà gì ạ. Anh chị đấy là những anh chị nào mà mình đọc sách là mình thấy mất tập trung ấy, mà do cái thói quen đó mình không có, hoặc là mình có học đại học nhưng mà mình có tập trung đâu, mình vô tối ngày là gì, ê gửi phao gửi phao, tức là phao bài anh chị, hay là bên trái bên phải à, nhìn liếc trái liếc phải à, có học đâu, cứ là đợi tới lúc mà vô thay vì sao à, học bài. Nhưng mà những cái người mà họ học đại học anh chị, ok có thể là họ đầu tư 4 năm đó ra thì cuối cùng mà họ vẫn không biết họ đi con đường nào đúng không, nhưng khi mà họ nắm bắt được đúng cái định hướng hay con đường hay một cái môi trường nào đó mà có một cái mục tiêu rõ ràng, là cuối con đường này sẽ có kết quả là tiền và rất là nhiều tiền từ cái việc mà mình phát triển trí tuệ, thì sao anh chị mong cái khả năng tập trung của họ sẽ hơn chúng ta rất là nhiều ấy. Tú thì không có học lên đại học anh chị, học tới mỗi cấp 3 thôi, được tốt nghiệp cấp 3 thôi, nhưng mà cũng rất là tuyệt vời là gì ạ, không mình hoàn toàn có thể là gì ạ, luyện tập thói quen đó. Nên chị cũng đừng cảm thấy là mình bị thiệt thòi nha, hay mình cũng đừng cảm thấy là mình học 4 năm là nó mất thời gian. Không anh chị, không học cũng tốt mà học cũng tốt anh chị. Nên nhưng mà tôi nói để anh chị biết được rằng ấy, đừng có gặp người thành công mà mình nói là trời ơi chị biết không, em vừa học 4 năm đại học ấy mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền, bao nhiêu của. Người ta nghe xong rồi người ta có thể người ta không học nha, nhưng với một cái lượng tri thức, với một cái lượng thông tin mối quan hệ mà người ta quen biết ấy, thì người ta chỉ đánh giá mình là người gì thiếu sự hiểu biết ấy, dùng từ đúng là thiếu sự hiểu biết, và chắc chắn họ sẽ không hợp tác với một người thiếu sự hiểu biết như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần nói là gì ạ, 4 năm là học vẫn rất là tuyệt vời, chỉ là nó chưa giúp cho em biết được con đường nào là con đường đến thành công, tại vì học chung quy đại học ấy
là chúng ta chỉ học những cái loanh quanh là mình đi làm có một công việc ổn định, mức lương ổn định thôi. Còn mà để chúng ta kinh doanh hay là để chúng ta có mức lương cao hơn, thu nhập cao hơn thì chúng ta phải học lên nữa anh chị nha. Thì nãy dẫn chứng từ đầu anh cuối ra, anh chị biết tôi đang muốn nhắn nhủ anh chị điều gì không? Là trí tuệ sẽ giúp chúng ta gì ạ? À? Giàu chỉ có trong vô hạn anh chị nha. Vô hạn luôn ấy. Vì như tôi vừa dẫn chứng các anh chị đấy, nếu mà chúng ta là một người có năng lực, một người có trí tuệ sống nha, thì cơ hội tuyệt vời và những đối tác tuyệt vời, những con người tuyệt vời sẽ bao quanh chúng ta. Còn nếu chúng ta là một người trí tuệ thì không có, năng lực thì có hạn, lười biếng thì có thừa, thì sao à? Thì những cơ hội hay là những cái rủi ro mà nó đen nhất, nó đỏ nhất, đỏ trong một kép, nó sẽ vây quanh các anh chị. À, đó là vì sao mà anh chị thấy có rất là nhiều người giàu lên từ may mắn, nghĩa là giàu lên từ một cái cơ hội vụt tắt, gọi là một cái cơ hội này rất là nhanh chóng luôn. Anh chị đã gặp nhiều nhiều người như vậy chưa? Trong thời gian trước anh chị thấy họ rất là giàu, một thời gian sau tự nhiên thấy ủa sao hôm nay thấy tàn tàn hen, thấy sao xuống cấp dữ hen, mà thời gian trước họ giàu một cái anh chị bất ngờ luôn. Điển hình như mấy người trúng số ấy, là tại vì giá trị cốt lõi có đâu. Giống như giả sử đi, giá trị cốt lõi cụ thể là gì, tôi sẽ nói anh chị dễ hiểu nha. Ví dụ đi, là một cái điện thoại iPhone 12. iPhone 12 Pro Max mua với mức giá là tùy theo ghi nha. Cái này tôi mua ghi nó cũng không có nhiều, nên cái đỡ tôi mua là 30 mấy triệu ấy. Thì anh chị chấp nhận bỏ 30 mấy triệu mua một cái điện thoại này, bởi vì giá trị của nó là 30 mấy triệu. Nhưng mà nếu cái điện thoại này 350 triệu anh chị có mua không? Thế nếu cái điện thoại này 350 triệu anh chị có mua không? Bị khùng á, mua ai mua là coi chừng là phải xem lại, đúng không? Xem lại là chắc là dư tiền hoặc thừa tiền nha, nói thật nha. Cái người 350 triệu họ sẽ không bao giờ mua cái điện thoại này đâu. Tại vì sao? Đâu có xứng đáng với cái giá trị họ bỏ ra đâu, đâu có xứng đáng với cái giá tiền mà họ bỏ ra đâu anh chị, đúng không? Nhưng mà nó 35 triệu thì ok nè. 35 triệu bao gồm những cái bên trong, bao gồm cái thương hiệu, cái quả táo bị cạp anh chị đó, rồi nữa, rồi cái marketing này, hay là cái nơi mà chúng ta mua hàng thế giới động, đúng không? Là mặt bằng, rồi chi phí dịch vụ, xong dịch vụ của họ nào vân vân đi kèm vào. Thì tương tự như vậy, nếu giá trị nội tại của anh chị chỉ bằng 10 triệu thôi, mà anh chị cứ tối nghe là tại sao người ta lại giàu còn mình thì không, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao người kia lại có một cuộc sống như họ mong ước mà mình thì không, thì đơn giản thôi, chúng ta đừng nên họ đặt những câu hỏi tại sao. Nhưng mà sự thật nha anh chị nha, bởi vì không ai nói với mình biết ấy, nên là mình không biết làm thế nào cho mình đạt được điều đó ấy. Nhưng mà khi chúng ta đọc những quyển sách của các tỷ phú là chúng ta phát hiện ra, bởi vì sao họ có những điều đó, chỉ đơn giản là gì ạ? Họ tập trung, anh chị nghe kỹ nè, họ tập trung vào cái gốc rễ của họ trước. À, hồi nãy tôi có nói về cái mục tiêu rõ ràng, các anh chị có nhớ không? Là họ biết được sau những cái sự nỗ lực của họ, học tập, phát triển, kinh doanh, đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh, đào tạo nhân sự, tuyển chọn nhân tài, nghiên cứu về các lĩnh vực kinh doanh đi đầu xu hướng của thị trường, là sự giàu có trong vô hạn, đúng không? Mà cái đó nó cụ thể là phát triển trí tuệ đấy, là đi cái gốc trước đó anh chị. À, gốc rễ thì tạo nên hoa trái mà. Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì tạo ra hành động thì tạo ra kết quả. Nhưng mà trước giờ anh chị không làm vậy, anh chị đi ngược không à? Cái cây nó mọc từ cái gốc nó mọc lên anh chị nha, từ cái hạt mầm nó mọc lên cái gốc, rồi cái gốc nó đi lên. Nhưng anh chị toàn đi từ cái gì, cái thân cây đi lên không à? Anh chị hành động. Công việc này kiếm ra ít tiền quá đổi việc. Kinh doanh cái này không có lời nhiều, đổi 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 sản phẩm. Có không? Có chưa? Nhưng mà sau nhiều năm thì chúng ta vẫn không có gì trong tay. Bởi vì nếu mà đổi hành động anh chị nha, thì kết quả có thể đổi nhưng không lớn. Giống như bây giờ anh chị đang ăn quả mận đúng không? Anh chị thấy anh chị gieo hạt mận, anh chị ăn quả mận, rau quả mận, anh chị thấy nó chát quá, không ngọt, anh chị muốn đổ quả sầu riêng, thì không thể nào mà anh chị cầm quả sầu riêng mà anh chị cắm ngược anh cây mận,
thì mùa sau nó vẫn ok, chị có thể hái xuống tự lừa dối chính mình là đó là quả đây, đó là cây sầu riêng. Nhưng mùa sau cái chỗ mà chị vừa hái cái quả mận nó xuống ấy thì nó vẫn ra quả gì, ra quả sầu riêng à, ra quả mận chứ. Quả sầu riêng anh chị hái xuống rồi, tại vì chị mới cắm lên mà. Cắm lên xong rồi hot ơi, mờ mờ cái bạn đang ngủ, ý là vô đi làm phiền người ta đó, đúng rồi đó, đang tắt đèn đi ngủ anh chị rồi cho ra luôn đấy, giờ mới dậy. Cho dù không ngủ nha, tôi vẫn khuyến cáo nếu mà anh chị vào giờ này anh chị nói với bạn mình nó đừng vào, vào cái xong vô nghe tôi nói câu chuyện mà nó đạt công ấy, xong vô nghe không hiểu gì hết, xong ủa em ơi kiến thức gì dung gì dở quá. Nhưng mà chị rõ ràng vô muộn nghe gì đâu, người ta chia sẻ nãy giờ hơn 45 phút rồi, giờ mò vô chuẩn bị kết thúc của anh chị nha. Nên tốt nhất là mình gì đảm bảo cho cái việc là mình vừa giúp họ vừa giúp mình là nên mời họ ra. Mà nếu mà giả sử mình vào muộn đi phải nghiêm túc liền, chứ bây giờ vào bắt đầu là bực cam chưa mở đèn, theo anh chị đã dậy chưa, chưa dậy mời ra luôn. Anh chị nhìn màn hình dung mình nghiêm túc ha, còn như anh chị rất là nghiêm túc 245 người nè, bực cam. Ủa ấy, ủa đấy rồi nói gọn gàng luôn. Anh chị em mình tự nhắc bạn mình mở cam nha, tôi thấy còn 2-3 người, tôi cho anh chị em 1 phút sau tôi bắt đầu mở ra. Ok hot xem giúp tú nha, sau 2 phút nữa chưa mở cam mở ra luôn, cho dù bất kỳ ai đúng mà, trừ mấy anh chị em mà đang đội kỹ thuật hỗ trợ đúng mà. Tú đây mở cam, Tú mở cam chia sẻ anh chị nha, có tắt đầu mặc đồ rất là sự chỉnh chu luôn, giống như qua Tú chia sẻ trong buổi gym ôn tập ấy, chúng ta hay yêu cầu người khác phải yêu thương mình, phải trân trọng mình, phải tôn trọng mình, phải trân trọng và yêu quý mình ấy, anh chị có không? Anh chị hay rất là yêu cầu đòi hỏi rất là nhiều từ những người xung quanh mình luôn. Thế câu hỏi đặt ra nè, câu hỏi đặt ra nè, thế anh chị đã yêu thương mình chưa, anh chị đã trân trọng chính bản thân mình chưa, hay anh chị đang bê bối, anh chị đang không tỉ mỉ, anh chị đang không gì à? Như này như kia bản thân mình bằng cách gì à? Đó chính là anh chị xem cách anh chị ra đường, anh chị mặc đồ như thế nào ấy, anh chị gửi tới tác anh chị mặc đồ như thế nào ấy, anh chị lên gym anh chị mặc đồ như thế nào ấy. Tại vì nhiều anh chị bảo ôi mặc đồ như vậy tớ không trân trọng bản thân mình em, thì tôi nói luôn nha, đó chính là hay theo anh chị là cái gym này người ta thấy anh chị mặc đồ gì không, thế nếu người ta đánh giá anh chị ấy thì đó là thương hiệu cá nhân của các anh chị mà. Mà khi người ta đánh giá thương hiệu cá nhân anh chị là trời ơi nhìn bợp chợp cợt nhã không nghiêm túc, thì rõ ràng họ đang đánh giá ai ạ? Họ đánh giá đâu phải họ đánh giá mình đâu, họ đánh giá chính anh chị. Mà khi đánh giá chính anh chị, vậy nếu anh chị là một người nè mà sự là có cái sự tỉ mỉ chỉnh chu trong cái lời trong cái suy nghĩ của mình, hay là một cái người mà có trí tuệ ấy, là chúng ta phải hiểu rằng là từ tri thức phải ra hình thức, còn nếu hình thức mà kém không chỉnh chu không lịch sự thì theo anh chị là từ đó người ta suy ra gì, suy nghĩ anh chị cũng là gì cũng cũng gì đó không biết, chung quy là hình thức nó sẽ quyết định là người ta sẽ đánh giá được anh chị gì, anh chị đang nghĩ nên là chúng ta đừng có yêu họ đi yêu cầu nha anh chị nha. Tôi còn nhớ có một câu nói trong luật hấp dẫn có nói, khi bạn dốc sức khi bạn nỗ lực thì mọi điều tuyệt vời này trong vũ trụ này ấy đều xứng đáng dành cho bạn. Thì nếu bây giờ anh chị chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình ấy thì chỉ đơn giản một điều thôi, ủa anh chị vẫn chưa chứng minh cho vũ trụ này biết ấy là anh chị xứng đáng có những điều đó, thậm chí là nhiều hơn như vậy. Vậy chúng ta hãy tự biến mình trở thành con người có giá trị anh chị nha, một con người mà được xã hội công nhận, một người có giá trị, đặc biệt là giá trị với chính mình ấy, bằng cách là gì ạ? Đừng để bản thân mình bị người khác xem thường,
Bởi vì chị bợt, chỉ bởi vì mình lười biếng thôi. Bởi vì sao? Anh chị không có trí tuệ ấy. Anh chị thử nói chuyện với người giàu đi. Hở thở ra một câu cho người ta biết anh chị không có trí tuệ. Một người ta nhìn anh chị, người ta cũng chả thèm nhìn nữa. Nên đối với bản thân Tú, anh chị bận gì thì bận nha, nhưng ngày hôm đó phải đọc sách, phải đọc thông tin. Có thể là không chỉ là chuyên được, ví dụ như hôm tất niên về, nói thật anh chị quẩy tưng bừng luôn, quẩy muốn sập sân khấu luôn ấy. Về rã rời hai cái chân ấy. Nhưng mà anh chị biết không, trong cái lúc mà tôi đi di chuyển từ nhà lên game center ấy, là một trong những cái trung tâm hội nghị tiệc cưới quốc tế, sorry anh chị, trung tâm hội nghị quốc tế đẳng cấp nhất Việt Nam và Đông Nam Á luôn, cái game center anh chị hãy sợ nha, 5 sao ấy, là di chuyển từ đó lên tôi vẫn đọc báo anh chị, đọc thông tin kinh tế cà phê ép ấy. Lúc mà về sao mặc dù cũng hơi lười đừ đúng không, tại vì nhảy sáng giờ đi từ sớm anh chị biết không, là tới 5 giờ mới vào tiệc đúng không, 5 giờ bắt đầu là sảnh hội trường bắt đầu mở. Nhưng anh chị em biết là mấy anh chị em câu lạc bộ mấy giờ đi make up không, 9 giờ sáng. Lên tới đó lúc 3 giờ chiều chụp hình anh chị, chờ tới nói chụp lê lết rồi, thiếu điều cũng sạch luôn cái sàn nhà đó luôn, tại vì đông, cái bộ mình đông quá mà lên nhiều đúng không. Đấy, tối về cũng vậy luôn, di chuyển về là gì à? Cũng đọc báo, về tới nhà đúng không, sáng hôm sau vẫn có một cái cuộc gặp gỡ những anh chị em đi tất niên cùng những câu lạc bộ ở xa, có một buổi như vậy. Tắt mic giúp Tú anh chị. Ôi giờ mỏng đấy à, vẫn đọc anh chị nha à, thì bởi vì sao Tú cảm thấy là mỗi ngày mình trôi qua là mình không có biết thêm cái điều gì đó mới, thì giống như mình cách biệt với thế giới bên ngoài anh chị. Hôm qua có mấy mấy anh chị em trong nhóm mình ấy gửi cho tôi một đồng báo hỏi là sao em, là sao ấy, tôi hỏi trời, ngồi nghỉ có nghỉ đọc báo có 2 ngày mọi người như cách biệt với thế giới bên ngoài, thông tin về bác Quyết nè, thông tin về tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh nè, đọc vô chả hiểu gì hết, ủa là sao, mấy hôm trước còn nghe tin bừng hôm nay ủa là sao, sao bị chính phủ điều tra kiểu vân vân ấy, ủa bác Quyết sao bị khóa tài khoản là sao bị các kiểu vân vân, hỏi quá trời hỏi luôn. Tôi mới gọi tôi nói nè, là phân tích cho nghe mới mới đọc báo là sáng rồi mấy cái vụ như là rất là nhiều anh chị nha, chúng ta như cách biệt ở thế giới ngoài ấy. Thì tương tự như vậy anh chị, nếu chúng ta là một người mà không có trí tuệ ấy, mà chúng ta để người, bởi vì chúng ta không có trí tuệ nên người khác mới gì à? Không coi trọng mình, họ xem thường mình ấy. Ôi anh chị không biết là người giàu ấy, người ta thẳng thừng lắm, người ta không có thích mình nói kiểu vòng vo đâu, thích là họ nói thích, ghét là họ nói ghét, nghèo không chơi là không chơi, họ không có khinh mình đâu, chỉ là họ đang bảo vệ cái trường năng lượng của mình, bảo vệ cái khối thời gian của họ dành cho ai thôi, họ không coi thường mình đâu anh chị, chỉ là mình chưa đủ đẳng cấp nói chuyện với họ thôi. Và anh chị biết không, khi mà tôi phát hiện ra điều đó tôi học một cách điên cuồng hơn, tại vì ngày trước anh chị biết tôi học mười mấy năm là học sinh giỏi mà, là lớp trưởng anh chị, đúng lớp trưởng anh chị nha, gọi là cánh tay đắc lực của cô giáo đúng không, thầy giáo đúng không, lớp trưởng cũng nhiều năm mà, đặc biệt là tôi còn thi và xét chữ đẹp cấp quận cấp thành phố nữa, nói chung là mấy cái cuộc thi nào cũng có mặt tôi anh chị đấy. Thì tôi học điên cuồng rất là nhiều, tại vì tôi biết được rằng ấy trí tuệ sẽ mở con mở cho chúng ta một cánh cổng cho vào sự đi đến cái sự giàu có vô hạn luôn, và chúng ta sẽ được người đời ngưỡng mộ. Anh chị phải hiểu là những cái người thành công trên thế giới anh chị họ đọc rất là nhiều ấy, nếu anh chị nghiên cứu nha, nên là nếu mà thương thật sự thương bản thân mình, anh chị thật sự muốn người khác yêu thương mình ấy, đầu tiên yêu thương mình chính, muốn người khác yêu thương mình ấy thì đầu tiên mình phải yêu thương chính mình, và cái việc đơn giản nhất ấy đó chính là phải làm cho mình ngày càng giỏi lên, nhiều trí tuệ hơn, thông thái hơn. Thì giờ thì chính cái trí tuệ đó, chính cái sự thông thái đó, người xa khác sẽ ngưỡng mộ anh chị, tôn trọng anh chị, yêu quý anh chị, muốn trở thành bạn của anh chị, đừng để người ta ghét nha. Tôi nhìn anh chị, tôi nói né 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 dùm cái đẩy ra đi chỗ khác chơi, bởi vì sao lười quá, ta sợ bị nhiễm trường năng lượng anh chị đúng không, phải làm sao người ta sắp xếp lại mình, nói em cho chị chơi với em, với em chỗ em thật là tuyệt vời đúng không, chị rất là ngưỡng mộ em, thì anh chị có giá trị đó. Và khi mà chúng ta yêu bản thân mình đúng không, chỉnh chu trong từng việc, lên gym cũng gọn gàng, lên gym cũng chỉnh chu, người ta nhìn người ta cũng cảm thấy yêu, người ta cũng cảm thấy thích,
lên Zoom theo anh chị tôi lên Zoom mặc đồ pyjama pyjama thì anh chị chắc ngán là thoát Zoom luôn ha, nhìn xong chán luôn. Thì mình cũng phải như vậy anh chị nha, chúng ta xứng đáng có mọi điều mà chúng ta có mà muốn có mà, chỉ là chúng ta chưa biết cách làm cách nào để có được nó thôi. Và như tôi vừa nói đấy, mọi thứ đến từ trí tuệ, mọi thứ bắt đầu từ gốc rễ và chúng ta phải tự làm điều đó thôi. Tôi có làm giúp anh chị được không? Không, trên con đường này người duy nhất mà có thể đi được ấy chính là anh chị thôi. Tôi là người gì? Đồng hành cùng các anh chị song song trên tuyến đường đó, nhưng tôi chắc chắn là không chờ anh chị nha. Tôi chờ anh chị để anh chị kéo tôi ngược lại, tôi vẫn phải đi thôi và làm gương đúng không? Và anh chị thấy và anh chị cuốn lên, anh chị đi theo thôi, chạy theo thôi. Còn nếu mà anh chị bỏ lại, anh chị không đi tiếp thì sao? Thì thôi, thị trường này sẽ cho anh chị những bài học rất là tuyệt vời, chính là dịch Covid-19 đó, để mà chúng ta bị choáng váng đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là thay vì chúng ta đợi có một cái sự cố, một cái biến cố nào đó trong cuộc đời, trong sự nghiệp kinh doanh của mình ấy, mà chúng ta mới cuốn lên đi đi tìm cái lý do vì sao mà mình bị sốc, cú sốc về tâm lý, cú sốc về thị trường như vậy, thì chúng ta nên có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhưng mà tôi có nói đúng không? À, theo anh chị là cái việc mà chúng ta, những cái người thành công họ có sự chuẩn bị. Tại vì theo nghiên cứu anh chị, theo thống kê thì cứ cộng trừ 10 năm là sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng. Thì chắc chắn là họ đoán được 2020 sẽ xảy ra khủng hoảng, nhưng họ không biết là xảy ra khủng hoảng từ cái em đó. Nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp họ vẫn vượt qua một cách rất là êm đềm, thuận buồm xuôi gió luôn. Điển hình như ở Việt Nam mình là bác Phạm Nhật Vượng, tập đoàn Vingroup nè. Không chỉ vượt qua thách thức mà còn mở rộng quy mô thêm một mảng mới mà sang thị trường quốc tế nữa. À, rồi không chỉ như vậy là có cô Nguyễn Thị Phương Thảo nè, bác sắt thép được Trần Đình Long nè, trời ơi thép tăng phi mã, tài sản mắc tăng 6 tỷ đô la Mỹ anh chị nha trong năm 2021. Thế năm vừa qua hay năm 2020 anh chị làm gì á, tài sản anh chị tăng hay giảm ấy? Từ trả lời không cần comment. Thu nhập anh chị đang tăng hay giảm ấy? Công việc kinh doanh của anh chị đang tăng, doanh thu tăng hay đang giảm ấy? Nó không cần comment, giữ nguyên cho riêng mình. Chứ anh chị comment giảm phát người ta biết trí tuệ anh chị ở đâu rồi. Thôi lỡ không biết rồi làm sao nhớ để ý nha. Tại vì sao? Nhìn vào kết quả thì đoán tư duy anh chị nha. Nên mà tôi có một câu nói, tôi nói là chỉ cần nói chuyện với anh chị 5 phút là tôi biết anh chị đang ở đâu rồi. Chỉ cần hỏi quy mô kinh doanh thôi, một câu thôi. Tôi sẽ không hỏi lợi nhuận đâu, chỉ cần hỏi hiện nay quy mô kinh doanh anh chị đã phát triển đến những nơi nào rồi, tỉnh thành nào rồi, quốc gia nào rồi. Anh chị họ nói là không em, chị bán mình chị mà, bán cho mấy cô đầu sớm cuối sớm thôi chứ bán đâu xa. Rồi biết tôi gì anh chị đâu đi mà. Hay là gì ạ? À? Đâu chị bán ở tỉnh chị thôi, mà chị bán là cho người quen thôi. Tôi không cần biết anh chị kinh doanh gì đâu, chỉ cần hỏi đúng một câu là anh chị quy mô kinh doanh anh chị đang như thế nào, anh chị đang có bao nhiêu nhân sự làm việc với mình, và mỗi nhân sự của anh chị thu nhập một tháng bao nhiêu ấy, từ đó suy ra anh chị thôi. Không cần hỏi kinh doanh gì đâu. À, rất là nhiều người hay hỏi ta kinh doanh gì, nhưng mà đối với người thành công mới không nên hỏi câu đó chị nha. Hỏi câu đó là người ta sẽ đánh giá mình rồi, thiếu sự hiểu biết. Tại vì đâu có ai khùng điên mà dắt anh chị vào nhà mới quen, mời vào nhà mà còn mở cái sách ra cho anh chị vô xem nè nè, hôm nay tôi có nhiều tiền không vô coi đi. Thì giống như câu hỏi anh chị hỏi họ làm gì á, thì giống như cái việc mà người ta dắt anh chị vào nhà để coi cái sách ấy, không nên hỏi câu đó, hạn chế. Được không ạ? Nên là gì? Đầu tiên chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng cho cái việc học dung buổi sáng. Và cái thứ hai, chúng ta phải gì ạ? Đi từ gốc rễ đi lên. Thì tự khắc những cái cơ hội tuyệt vời, những con người tuyệt vời sẽ xoay quanh các anh chị rất là nhiều. Anh chị yên tâm đi, vũ trụ là rất là nhiều tiền quá. Không có thiếu đâu. Anh chị biết là trong mỗi một giây chúng ta nói chuyện như vậy nè, thì có mấy nghìn tỷ đô la Mỹ đang chạy xung quanh ấy. Ủa, tại vì giao dịch mà, giao dịch của các thị trường đúng không? Banking qua lại rồi giao dịch trên thị trường vân vân vân, chứ có đưa trước mặt anh chị đâu. Qua những cái sóng đấy anh chị, có rất là nhiều sóng chạy xung quanh mình mà. Chúng ta chỉ cần bốc khoảng 1 triệu đô thôi, bốc được tờ 1 triệu đô ha, hay là mà lại có tờ 1 triệu đô nó vui ấy. Bốc khoảng vài chục tờ, khoảng tờ 100.000 đô đi, là mình có tờ đó hay tầm 1.000 đô đi, mà nhiều tờ như vậy thì sao ạ? À? Giàu lắm luôn ấy. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa biết cách để mà bóc thôi, bây giờ phải đọc phải học thôi. Và cái thứ hai là gì anh chị? À, các anh chị cùng với Tú và các anh chị nhau học tập, ngồi đây dễ rèn luyện cái gì anh chị không? Cái khả năng học tập lấy lại cái gì ạ?
quay về cái cảm giác ngày xưa như những cái bạn học sinh đúng giờ đúng ngày, đúng giờ đúng giấc thì sao à? Vào bàn ngồi tới giờ làm bài à, con ơi. Thì bây giờ không có mẹ nhắc nữa, không có ba nhắc nữa, tại vì lớn rồi, ba mẹ thì nghĩ là con lớn rồi thì tự lo đi, thì tự mình chỉnh thời gian đó là gì ạ? Ok, đi làm về xong đúng không, 7 giờ 8 giờ vô bàn ngồi học. Nhiều anh chị bảo là chị bận lắm em ơi. Thế tôi hỏi anh chị nè, trong cái Zoom này có ai rảnh không? Nhiều anh chị hay đưa lý do mà nhìn nó buồn cười ha. Chị bận lắm, chị bận con nè, bận nấu cơm nè, bận chồng, bận má nè, bận ba nè, chú cô gì chú bác cả họ hàng con gì anh chị cũng bận ấy. Ý là anh chị nói anh chị bận hỗ trợ họ ấy. Thế tôi hỏi anh chị nè, cái phòng Zoom này có ai rảnh không? Hay là 7,5 tỷ dân trên thế giới này có ai rảnh không anh chị? Không, ai cũng bận ấy. Nhưng mà cái điều anh chị biết là tất cả chúng ta đều có 24 giờ như nhau. Nhưng mà tại sao người ta thành công còn rất là trẻ, còn mình thì không? Tới năm 40 tuổi mà mình phải lờ mọ gì vậy? Vẫn đang ngồi học đây nè, đang ngồi nghe người ta chia sẻ về cách thức phát triển kiến thức kinh doanh đây nè. Nhưng mà người ta 24, 23 người ta du lịch quanh thế giới anh chị. Kết quả rất là lớn đúng không? Đấy, thì chỉ đơn giản thôi. Đây là cái từ khóa anh chị nha. Người ta biết cách quản lý thời gian, hoạch định thời gian của họ làm gì. Bởi vì chúng ta không có nào tìm được cái thời gian, cái giờ thứ 25. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ? Sử dụng một thời gian một cách thông minh nhất để tạo được những hiệu suất hay những cái kết quả tốt nhất, bằng cách anh chị kiểm soát tốt thời gian của mình, cắt bớt thời gian dư thừa. Anh chị dư thừa ví dụ như việc gì, anh chị nào nghe mà có chó tai cũng nghe nha, quan điểm tốt đó là thời gian dư thừa. Điều tôi chưa thấy một người giàu đi nấu cơm hết trơn ấy, không có thấy bác tỷ phú nào mà bảo là công ty bảo là lên họp hội đồng quản trị, bác bảo là từ từ em ơi, đang nấu cơm cho vợ chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị cơm chín này, cơm chín là bắt đầu lên nha, chứ bây giờ mà cơm mà chưa xong mà chưa kịp tắt bếp thì vợ sắp chổi rồi mệt nữa đúng không, đâu ai nói gì đâu. Mà mấy bác đó anh chị biết không, từ tờ mờ sáng đúng không, 3 giờ 4 giờ thậm chí là 5 giờ 6 giờ thậm chí là sớm hơn, thậm chí cả đêm không ngủ vì nghiên cứu chiến lược mà. Dù mà trong kho hàng anh chị mà chưa bán hết hàng mà chuẩn bị Tết ấy, mà không bán cho kho hàng đó trước Tết thì sao à? Thì cả công ty ôm kho hàng đó mà sử dụng luôn, ta làm sao ngủ được, thời gian đâu mà ngủ anh chị, thì huống chi thời gian đâu nấu cơm. Còn tôi thấy mấy anh chị nào đăng lên kinh doanh á, mà thương thương nha chồng nha, nào tôi có một người chồng quốc dân biết nấu cơm cho vợ, thì khẳng định mấy ông đó làm kinh tế cũng không bị giỏi đâu anh chị. Của mấy người mà làm kinh tế thật sự nha, người ta không có thời gian đâu anh chị, đặc biệt người ta rất là phân định rõ ràng việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Cuối năm là thời gian kinh doanh anh chị nha, thời gian phải học nhiều hơn, sorry chị, phải làm kinh doanh nhiều hơn, phải tiếp cận khách hàng nhiều hơn. 7 giờ sáng 8 giờ sáng bắt đầu phải bốc máy lên gọi cho khách hàng, tiếp chỉ nhân viên của mình là phải tiếp cận khách hàng như thế nào, suy nghĩ những chiến lược độc đáo làm sao tiếp cận khách hàng được một cách gì tốt nhất, được nhiều nhất và mang hiệu suất cao nhất, là đảm bảo về trong làm nó cách tiếp cận 100 người phải có 10 người mua hàng là xác suất anh chị nha. Thời gian đâu mà chở vợ con đi ăn sáng tới 9 giờ mới mò vô công ty, mò vô trong cơ sở kinh doanh, mới có 2-3 nhân viên trong trong cơ sở kinh doanh nào, và nghĩ mình là gì à? Tự do thời gian với nhân viên làm. Suy nghĩ của những anh chị đó thật là nông cạn anh chị, tại vì đó là công việc kinh doanh của các anh chị, tiền anh chị bỏ ra chứ không phải họ bỏ ra thôi. Nên nếu anh chị không chỉnh chu ấy thì họ cũng không có lý do gì phải chỉnh chu với công việc của các anh chị, họ không có lý do phải nhiệt huyết với công việc của anh chị hết trơn, tại vì dù làm tốt hay không thì cuối tháng mình được nhận lương mà đúng không. Chúng ta phải tự kiểm soát thời gian của mình nha, còn bận thì ai cũng bận, nhưng mà thay vì ai cũng vất vả anh chị nhiều, anh chị bảo là chị vất vả lắm em, một mình chị nuôi 3 đứa con, chồng thì đi làm tối ngày, chị thì phải gì ạ, cân cả tài chính rồi cân, ý là đảm việc nước rồi giỏi việc nhà đấy, đảm việc nhà giỏi việc nước đấy, chị làm cả hai luôn, chồng chị cũng có nhưng mà chỉ làm mỗi việc nước thôi, tức là việc làm kinh tế, còn việc nhà thì chị mình chị lo, thì anh chị phải cố gắng thôi. Chứ bây giờ làm sao, bây giờ hoàn cảnh là do mình tự, ai là người chọn, anh chị là người chọn lấy người chồng đó mà,
chứ đâu phải là Tú hay là ai chọn đâu. Bây giờ mình chọn rồi, mình chọn rồi, bây giờ mình phải sao, cố gắng thôi, sắp xếp thời gian anh chị nha. Chứ tôi thật với chị, bây giờ thà anh chị vất vả ngay khi anh chị còn có sức ấy, còn đỡ hơn bây giờ nhiều. Anh chị 50 tuổi, 60 tuổi nè, đọc sách thì cũng chưa dễ dàng hơn người khác đúng không? Hoặc là ngoài 60 nữa thì mà đang vẫn bên trong một khí thế là gì, mà mãi tuổi 20 vẫn khao khát làm giàu lắm, nhưng mà sức khỏe nó có hạn, thì cái này mình tự bổ sung dinh dưỡng thôi chứ sao giờ, đúng không? Học và nghiên cứu thôi anh chị nha, đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công rồi. Tôi chưa thấy một con đường nào mà đi đến thành công mà trải đầy hoa hồng để anh chị đi thẳng đến hết trơn. Nhưng mà anh chị may mắn là rất là nhiều người ấy, thậm chí là tôi nghĩ là với những anh chị là biết từ sớm ấy, biết từ sớm là gì ạ? À, đọc nhiều, nghiên cứu nhiều sẽ giúp anh chị mở mang tri thức ấy. Tại vì anh chị biết không, khi mà chúng ta gặp thách thức ấy, hay gặp một vấn đề trong kinh doanh ấy mà không xử lý được là do chúng ta không có dữ liệu về nội dung đó thôi. Ví dụ như anh chị thấy thị trường bị bão hòa, anh chị bị doanh thu anh chị bị giảm, sức mua, lượng khách hàng mua hàng bị giảm, anh chị cuốn lên, anh chị thường là hành động của anh chị là làm gì ạ? Chạy quảng cáo hoặc là gì ạ? Làm nhiều cách lắm. Nhưng mà thật sự nha, mỗi một thời kỳ, mỗi một thời điểm ấy là gì ạ? Là sẽ có những xu hướng về sản phẩm dịch vụ khác nhau. Nhưng mà bởi vì sao ạ? Chúng ta không có cái tư duy là đầu tư kinh doanh theo xu hướng đi lên của thị trường, mà chúng ta thường có tư duy kinh doanh là nghe và nói, kinh doanh theo trend, kinh doanh theo hàng xóm nói, bố mẹ nói, ai đó nói. À, nhưng mà nếu chúng ta có tư duy kinh doanh là gì ạ? Đầu tư kinh doanh theo xu hướng đi lên của thị trường, thì tôi đảm bảo luôn ấy, là khi thị trường, khi cái xu hướng đó nó chưa kịp bão hòa, anh chị thấy nó lên đỉnh rồi đúng không, bắt đầu nó hơi bắt đầu tụt dốc một xíu là đi vào thái trào, đi vào xuống vào thái trào anh chị, là anh chị bắt đầu nhảy ra rồi, là nghiên cứu trước là phải đi qua một mảng kinh doanh mới, lĩnh vực mới rồi. Nhưng bởi vì anh chị không đọc sách, không nghiên cứu và không đi ra ngoài gặp gỡ những người thành công ấy, thì sao ạ? À? Chị không biết chứ, chị thấy đợt vừa rồi bắt đầu dịch vụ đóng gì à, đóng cái chuỗi kinh doanh điện thoại Vin Vsmart không, và chuyển sang gì ạ? Sản xuất xe VinFast, nhưng mà xe xăng. Nhưng theo thông báo ngày hôm qua của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị bà Lê Thị Thu Thủy của VinGroup ấy, thì sao? Là cuối năm 2022 là VinGroup là chính thức là gì ạ? Không sản xuất xe xăng nữa, tập trung 100% vào nguồn lực và sản xuất xe điện. Họ có đi theo trend không ạ? Không nha anh chị nha, họ đi trước mà. Bây giờ rất là nhiều người họ bắt đầu rất là nhiều những cái hãng sản xuất ô tô ấy. Gì ạ? À? Là bắt đầu họ chuyển hướng sang sản xuất xe điện rồi đó. Rồi nhu cầu của thế giới trong tương lai là gì ạ? Là bảo vệ môi trường, giảm cái việc thả cái khí thải, không làm bảo vệ cái tầng khí quyển của mình ấy, tầng tầng bầu không khí của mình ấy đó. Được không ạ? Đó là bởi vì kinh doanh theo xu hướng trên của thị trường anh chị nha. Hay thậm chí đợt vừa rồi khi mà năm 2020 đấy, 2021 bắt còn nhảy sang sản xuất gì ạ? Kết hợp với một cái tập đoàn khác là về vaccine nữa, mà máy thở nữa anh chị. Nhưng mà hết là xong rồi, xong xuôi rồi. Rồi thậm chí là bác đang tập kết hợp với bác còn xây dựng lên một cái nhà máy sản xuất về pin, pin mà để sạc, pin mà để xài cho ô tô điện ấy. Đó. Thì nằm ở cái mấu chốt chính là chúng ta thiếu tri thức rồi. Hồi nãy là đưa quá trời dẫn chứng luôn ấy. Nên chị thấy nha, chỉ là hai từ thôi, ba từ thôi. Có trí tuệ mà nó dẫn đến rất là nhiều những cái gì à? Kết hoặc là kết quả hoặc là hậu quả. Kết quả là sự giàu có trong vô hạn anh chị nha, và hậu quả là gì à? Sự không giàu có trong vô hạn. Chứ bây giờ biết nói sao, để gì nói nghèo.
nó nghèo nhiều, anh chị bảo là nghe bị chưa tích cực đúng không? Đó thì là sự giàu có trong vô hạn và sự không giàu có trong vô hạn thôi. Nên chị biết do vì sao mà rất là nhưng mà có một điều khác biệt như vậy nha anh chị, ở ngoài kia có rất nhiều câu lạc bộ đọc sách luôn á, nhưng mà anh chị hãy tham gia thử ở ngoài đó và chúng ta sẽ thấy một cái sự khác biệt rõ rệt. Bởi vì sao, anh chị có một cái người mà chia sẻ ở các cái nhóm đọc sách tùy nhóm nha anh chị nha, tôi không biết là nhóm nào, nhưng mà có những nhiều nhóm là tạo phong trào thôi, nhưng mà có những nhóm ấy là những người học kinh doanh thật họ chia sẻ dựa trên kinh nghiệm thật, kết quả thật. Chúng ta phải biết cách chọn lọc để mà học và nghe, bởi vì khi chúng ta nạp vào nó rất là dễ, nhưng mà khi mà chúng ta bóc tách những cái tư duy đó ra mà nó không tốt ấy, muốn bóc nó ra rất là khó, đúng không ạ? Và cuối cùng tôi cũng muốn chốt với anh, chia sẻ với anh chị một câu nói là gì ạ? Trong cái việc chọn đối tác ấy, là nếu mà anh chị ngồi trong cái bàn đàm phán đó, ngồi trong cái bàn nói chuyện đó trong 5 phút mà anh chị không biết ai là người yếu ấy, thì mình là người yếu anh chị nha. Nếu mà anh chị ngồi trong một bàn đàm phán hay ngồi vào một cái môi trường mà mình nhìn mãi, mình nghe người ta nói chuyện hoài luôn mà mình không biết ai là người yếu hết trơn ấy, thì mình là người yếu ấy, anh chị hiểu không? Đúng không ạ? Tại vì sao? Nếu mình là người có tri thức, có trí tuệ đúng không, thì mình tự thẩm định được ngay kiến thức này nói đúng hay sai nè. Thậm chí có nhiều anh chị vào đây nghe đúng không, nghe tôi chia sẻ thấy hay ấy, nhưng cần thẩm định thêm nha. Tú thì nói hay rồi đó, kết quả cũng có ấy, nhưng anh chị nào mà cảm thấy là chưa có sự tin tưởng thiệt ấy, nhưng mà nó thật thật hay không thì kết quả lên tiếng thôi, được không ạ? Còn Tú thì quan điểm của Tú anh chị, học gì cũng được nhưng phải có kết quả, chứ mà học nhiều ấy mà tiền không có, tiền thì càng ngày càng bung ra, học nhiều khóa học quá mà tiền không có ấy, thì thôi mình nên xem lại cái cách mình chọn lọc cái đối tác để mình học ấy, cho cái người mà mình đang học ấy có đúng hay chưa. Họ không sai cho anh chị, họ chỉ đúng đấy, thậm chí rất nhiều người họ bán khóa học rất là cao nhưng mà ok có giá trị, nhưng bởi vì sao ạ, anh chị có hành động đâu, cứ đến hô hào cho to vào, cho gì sướng miệng vào, về không hành động. Thì tôi nói thật với anh chị luôn ấy, anh chị có học đằng giờ luôn ấy thì cũng không giàu được, cũng không thành công được. Bởi vì sao, ghi chép cho thật nhiều xong về đóng vỡ lại, ok xong rồi tuyệt vời. Được không ạ? Nên mấu chốt ở đây là anh chị phải xem lại. Đầu tiên mục tiêu rõ ràng của anh chị là gì? Anh chị muốn thành công để mà chúng ta có động lực tham gia Dung Sáng. Anh chị muốn gì cho mình và gia đình mình để mà mình có cái động lực mà gì thức dậy buổi sáng để tham gia Dung. Cái thứ hai anh chị phải xếp vào bên trong từng tiềm thức của mình ấy, là mình rèn luyện một tiếng rưỡi buổi sáng như vậy ấy, và để mình hình thành nên cái thói quen, quay lại tìm lại cái thói quen, cái gọi là cái thói quen ngày trước mà mình từng ngồi rất là nghiêm túc trên bàn để mà giải một bài toán, giải một cái bài tập bằng văn, được không ạ? Đấy, mình quay lại nha anh chị nha. Và cái thứ ba là gì ạ, là mọi thứ phải đi từ gốc rễ. Trí tuệ là sự giàu có trong vô hạn. Khi anh chị là một người có trí tuệ thì không chỉ anh chị được cái sự ngưỡng mộ tôn trọng của nhiều người, mà chúng ta còn đem lại sự hạnh phúc, sự tự do cho cả mình và gia đình của mình nữa. Đừng đi từ cái thân lên nha, cái thân lên thì kết quả nó có nhưng mà không nhiều, được không ạ? À? Đấy, phải đi từ cái gốc đi lên. Ok anh chị, đó là sự chia sẻ của tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Ok chứ hả? Anh chị theo kịp không? Anh chị mình theo kịp và ghi chép kịp và cũng như hiểu được thì comment phía số 1 điều. Một số anh chị bắt đầu đi làm đúng không? Ok tuyệt vời. Rồi tôi cũng kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay để anh chị bắt đầu một ngày mới nha. Chúc tất cả anh chị em có một ngày thứ năm thành công. Chúc tất cả anh chị em mình có một ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công giàu có, an toàn khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn. Đặc biệt giờ khách hàng ở cửa mua hàng tấp nập nha. Chúc tất cả anh chị em mình có
những cái ngày cuối năm vô cùng gì ạ, dân số bùng nổ nha, để mà chúng ta năm nay phải tiền đầy túi về quê ăn Tết anh chị. Và đặc biệt giờ ăn chơi không quên nhiệm vụ nha, học tập là một quá trình anh chị, và kinh doanh là một hành trình, chúng ta phải song hành hay đó hai cái việc đó với nhau. Và nhớ ngày hôm nay tôi nói anh chị, là nếu mà trong thời điểm đó mà chúng ta thấy cái thách thức nó quá lớn so với mình ấy, chúng ta đừng có bị cuốn lên, bình tĩnh thôi, lôi sách ra đọc. Còn sách gì hỏi nhớ mình đi, nhớ mình có bốn quyển sách căn bản anh chị, tập bốn quyển sách đó. Khi cảm thấy thách thức nhất cái giai đoạn mình cảm thấy mình không vượt qua được ấy, mình cảm thấy là ôi tại sao mình bế tắc thế, thì đừng cuốn làm gì hết anh chị nha. Tại vì giai đoạn đó khi anh chị đưa ra quyết định nó sẽ bị sai đấy, nó sẽ là những quyết định gì ạ, theo kiểu là nóng vội, và thường nóng vội thì sẽ là do chúng ta chưa kịp suy nghĩ nữa. Thì tốt nhất là gì ạ, quay lại đọc sách anh chị nha. Đặc biệt là quyển sách mà tôi có thể là gợi ý cho các anh chị xíu, anh chị hãy hỏi nhóm nhóm của mình luôn ấy, chính là sức mạnh tiềm thức. Sức mạnh tiềm thức được không ạ? Rồi ok, rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào buổi Zoom tuần sau. Bye bye. Chào mọi người nha. Mình Chào cũng thích mình nha. Cảm ơn thầy tất Phú Lan. cả mọi người. Cảm ơn thầy Phú Thành Phú. Cảm ơn thầy Phú Thành Phú. Cảm ơn thầy Phú chia sẻ nhé. Cảm ơn thầy Phú Thành Phú. 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 Cảm ơn thầy Phú Thành Phú.